chào ngày mới tự nhiên và an lành. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh dàn hoa đậu biếc tại vườn thiền Nhiên An. Đã 3 năm nay vườn thiền Nhiên An cung cấp trà cho hoa đậu biếc, bột hoa đậu biếc và những sản phẩm để làm đẹp da mặt từ bột hoa đậu biếc. Hôm nay mình quay cận cảnh không gian hoa đậu biếc sớm mơi sạch xanh. Phía trên này không có lưới che, không có cây che lên nên là hiện tượng là chim đậu với lại thả đoạn cuối thiên đường cũng không có, nên hoa rất là sạch, hoa rất là nhiều luôn, trồng tự nhiên. Mỗi sớm khi mà sương súng nè, hoa nở ra là rất là sạch. Và công việc của mọi người là sẽ hái hoa vào sáng sớm nè, nâng niu từng nụ hoa xong rồi để lên một cái khung để cho vẫy ráo chờ nắng lên á, nắng ấm lên soi sáng xong rồi cho nó sạch nhá, hơi xe xe xong rồi sẽ chuyển về Sài Gòn liền, bỏ vô máy sấy thăng hoa, sấy trong vòng 2 ngày 2 đêm nó khô giòn tan luôn và cái màu cái cuống hoa vẫn xanh đó. Sau đó thì khi có hoa khô như vậy đó thì là sẽ bỏ vào lọ thủy tinh. Cái lọ thủy tinh đó là bảo quản được cái màu xanh rất là lâu. Một phần nữa là ngắt cái cuống xanh nha. Đây, mỗi cái bông hoa nè, ngắt bỏ cái đài xanh phía sau này mới làm bột. Nghĩa là khi cái bột hoa đậu biếc của Nhiên An á, chỉ có một cái lõi hoa thôi, nghĩa là không có cái cuống xanh luôn. Đây, đựng những cái cánh hoa như thế này sẽ là sấy riêng để sấy thành bột. Cái bột này á, mình có thể trộn với sữa chua xong rồi mình đắp mặt là tăng độ đàn hồi cho da. Collagen trong cái hoa đậu biếc này là rất tốt cho da mặt. Rồi cái bột đó mình sẽ trộn vô làm bột gội đầu á. Mình có bán cái hũ riêng để các bạn trộn vô khi mà gội đầu thảo dược á, mình trộn vô chút xíu thì cái nước nó sẽ sánh và màu tím rất là đẹp. Rồi làm thực phẩm á, thì là bột mà, vì bột mịn á, nên mình có thể trộn thẳng vô xôi hay nếp hay bánh luôn để làm bánh, nấu xôi. Màu tím rất là lung linh. Còn khi uống nước á, mình có một công thức là pha bột đậu biếc với lại sữa chua sẽ có một cái vị rất là ngon. Không cần bỏ đường, tại bản thân trong sữa chua có một chút xíu sữa rồi đó. Đây, khung trời hoa đậu biếc lung linh. Cái nước hoa đậu biếc mà nặng một chút xíu chanh thôi sẽ ra những tần số màu khác nhau. Các bạn thử cái màu xanh lung linh này nè, vừa thơm vừa ngon. Đặc biệt trong mùa Covid, cái hoa đậu biếc này sẽ làm cho lượng máu trong cơ thể mình loãng, là tránh cái tình trạng máu đông khi bệnh Covid. Mọi người đã sử dụng kèm với một cái liệu trình là xong rồi uống trà hoa đậu biếc thì là lượng máu loãng thông lưu rất là nhanh hết. Đây là khung trời hoa đậu biếc, một cái vòm trà riêng nè, cái vàng vậy đó, hoa rất là nhiều luôn và cũng vừa tầm hái nè. Đây một cái cung đường mình gọi là đoạn đường thiên lý, tại vì cuối dàn hoa đậu biếc này sẽ có một vòm thiên lý. Đây cái hoa đậu biếc á, một số người phản ánh là nó độc là do cái trái này nè các bạn. Cái trái, cái hạt của hoa đậu biếc có thể làm sổ ruột nên là tránh tiếp xúc, em bé không có cho đụng vô mấy cái hạt hoa đậu biếc. Và những cái hạt này nè thì nó độc, nó nằm trong cái nhụy hoa và cái hạt thôi, còn cái cánh hoa đó thì là không có vấn đề gì hết, nên là mình cứ yên tâm sử dụng nha. Đây là không gian con đường trồng hoa đậu biếc của mình. Mỗi sớm mai sẽ thu hoạch và sấy sớm nên là sấy thân hoa đó, nên là cái màu rất là tươi. Hạt bạn nào muốn trồng mình tặng cho hạt hoa đậu biếc rất là dễ trồng luôn, nhưng mà để hái được hoa rồi để làm trà mỗi ngày cũng hơi mất công, nên các bạn chỉ cần 50.000 cho 100 gram hoa đậu biếc là rất là hiệu quả. Cảm ơn các bạn. Chúc một ngày mới nhiều năng lượng, an lành, Nhiên An hoa đậu.
đầu bếp. Xin gửi đến các bạn. Nam Mô Di Đà Phật.